trước. Phần trăm mà đéo được. Alo. Bỏ cái mặt nạ ra. Bỏ cái mặt nạ ra. Thích bỏ thì bỏ. Đeo kính vàng à? Không. Đeo kính hồng. Ừ, đeo kính hồng. Chất phết nhỉ. Chú lên RV mấy rồi? 21 hay 2 mấy đấy. Thế à? Anh vừa rồi lên mấy cấp liền, lên 30 rồi. Nhau. Tốt nhau mấy? Ờ, anh chờ, à? Anh, chờ anh chỉnh. À, mấy rồi? Chờ anh chỉnh lại mấy cái điều mấy rồi? 30. Điệu nhảy mới đấy thế nào nhỉ? Oh no. Bấm sao bỏ lại cái điệu nhảy đi nhỉ? Đi. Bỏ tích ra. Bấm không được. Bấm kiểu gì vậy nhỉ? Vậy. Bỏ mic ra. Bấm hai cái đúng không? Là nó bỏ đúng không? Đúng rồi. Thế mà nó đích bỏ. Chuột trái chuột phải nhỉ? Chuột trái không được, chuột phải không được. Vào phòng đồ này, chọn cột thứ 1, 2, 3, 4 này. À, hình mặt cười này. Ờ, gì đây? Đúng thật không bỏ được nhỉ? Vâng anh Quỳnh à? À. Có món gì đây? À, app của anh lên cái server đúng không? Em vừa thấy lúc anh gọi cho em thấy có cái tin nhắn. Rồi rồi. Anh ấn vào cái men là gì? Tí em đẩy cho. Ờ, chiều nay ấy cái bọn kia nó vào trạm nó lắp ắc quy. Vâng, nó sắp mấy cái con mà nó bị fail ấy. Nó nắp, nó nắp. Cơ bản nó nắp có một lúc thôi. Nên là không đưa chìa khóa cho nó được. Đây, bọn nó nắp mà. Bọn nó nắp, bọn nó có tiền mà. Thế à? Em biết rồi, đợt trước em trả nắp con 0005 của em hay em nắp mà. Vâng. Không chất luôn anh ạ, mà em tẹt, tẹt đấy chỉ nó nắp mãi tối vừa rồi em mới được về. Vâng. Thật. Vừa rồi nó mới nắp xong, nó nắp hơi muộn. Vâng. Địch đầu lúc đấy em mải chạy rồi. Thôi tí nữa em up cho nhá. Vâng vâng thế nhá. Rồi em ăn cơm đây. Bye nhá. Biết cách chưa? Biết cách bỏ chưa? Chưa, anh vào manager rồi nhưng mà anh không tích được. Anh không bỏ tích được. Anh vào hòm đồ nhá. Anh vào cái chỗ đấy này. Chọn vào hình nền manager này. Nó có cái cạnh bên góc trái là có cái hình đấy. Anh kích vào nó, anh kéo sang bên phải. À ừ đúng rồi nhỉ. Kéo nhỉ, đâu rồi, đâu rồi. Không cho vào à. Manager này. À ừ đây, đúng rồi. Không cho vào à. Ừ. Em có chơi không mà vào? Người ta xin lái không vào, không vào đâu. Đó.
Anh đang gì, anh đang chỉnh cái điệu nhảy đó. Cái điệu nhảy đâu rồi? Có rồi đây đúng không? Mấy cái điệu nhảy mới ra đây đúng không? Gắp thì nó có rồi, đây gắp ra được, không gắp ra gắp vào được. Ai bảo anh cứ kéo ra xong rồi anh ấn tích kéo vào. Ô đấy là được. Kéo ra kéo vào, kéo ra kéo vào. Ơ sao em kéo được nè? Anh cũng kéo được. Anh con gà. Nó vào trong, tức là nó sang bên anh, phải anh... hết. Nó sang bên phải hết rồi chú hiểu không? Nhưng mà lại không tích được. Anh muốn tích, muốn có tích thì anh phải là kéo kéo cái hình đấy vào cái chữ empty ấy. Vào ô empty ấy. Empty chữ đích nào? Thì nó mới chọn. Nghĩa là mấy cái ô trống ấy, anh có mấy mấy cái ô trống ấy. Đấy, em phải kéo vào cái ô, mấy cái ô trống đấy thì nó mới là tích cho anh. Đây anh đầy được hết chưa? Được mà. Ừ. Được rồi, được rồi. Có rồi, đủ rồi. Đầy không ạ? À? Đầy không ạ? À? Em vào không? Chơi không? Mời nhá. Dỗi rồi. Người ta đang mải, mẹ đang mải tìm điệu nhảy. Vào đấy. Nhảy tí vào sư miễn trận đi sao? Đâu đã vào đâu? Tìm trận còn gì nữa? Thôi cứ ngồi đấy mà ăn kem thì chưa phải vào. Ấy già đánh đá cá cày. Đuổi mẹ ra ngoài giờ chứ lại đánh đá à? Mộng năng. Mộng năng đã vào. Ngộ năng à? Ai bảo đặt tên là ngộ năng? Thế rồi bắn map gì đây? Săn hốc đi. Bắn góc nhìn thứ ba à? Góc nhìn thứ ba đây. Cũng được. Em mới quay được cái áo y tá mà. Thật ra này. Này cái hộp kia nó cho chú cái hộp ấy chú quay được cái áo gì đấy? Hôm nào? Cái hộp xanh xanh ấy. Hôm nào? Cái hộp xanh xanh ấy. Em chả quay được cái qué. Đây quay được cái chả này. Quay được cái qué. Thế là số anh hên thôi em ạ. Đáng nhẽ là chả quay được cái qué. Đáng nhẽ là cái áo này là để Hồng mặc mới đúng y tá. À bây giờ cũng có quả tên là y tá đó đâu. Bây giờ nên bác sĩ rồi. Vợ ơi, hâm mộ con bé đấy rồi sao mà suốt ngày xem nó ấy. Bây giờ em chuyển qua xe em chơi. Hay chơi ASEA nhá, cho nhanh nhá. ASEA chắc chắn là có nhanh hơn. Okay. Vợ kìa. Lần nào cũng để chồng nhắc thế. Đấy, vào ngay. Bảo thì bình thường, nhắc nhiều thì phải nhắc nhở chứ. Nhắc nhiều chả nhắc nhở. Nắp sim cho đại ca chưa? Được, bỏ anh nắp đấy. Nó sạc đầy đấy không? Sạc đi. Sạc cho anh đấy. Trời, đúng điệu ý. Mm-hmm.
Nhảy hơi bị ngon. Nhảy đâu giờ? Thích sống lâu hay là thích bắn nhau? Anh thích lâu rồi. Em thích vừa bắn nhau vừa sống lâu. Thôi bay ở đây cho lành. Đi máy bay của mình mới kinh chứ. Tới 7 đấy, bay tới tới cứt. Đu thì mày ra. Đu. Rót cho anh Văn, anh đang bay. Bay. Thôi. Mắc gì nhiều. Cứ để anh đu tới đấy. Đằng sau có một team này. Nó xuống. Bên trái có một thằng kìa. Sau kia cũng toàn thằng nạp kìa. Bay dù ý như của mình kìa. Nó xuống sau rồi. Anh em mình xuống bắn bé bỏ mẹ đấy. Nhìn thấy bốn thằng sau chưa? Toàn đại gia à? Ơ? Chơi ở đây à? Ấy nhá, đằng sau có bốn thằng nhá. Nó rơi rừng ấy. Hồi nó rơi gì trước rồi, hồi nó rơi bên kia rồi. Nhặt đồ đi. Đã có thằng bot nó bắn rồi. Mộng năng đi ra. Để ý xem chúng nó có xuống nhá. Mình có mà thằng bot hay sao mà nó rơi bên kia mà nó chả chạy gì vậy. Cứ im đấy vậy. Ờ nhỉ. À, chúng nó. Đâu ấy? Chúng nó xuống à? Trên đỉnh rồi. Nó đang chạy trên đỉnh rồi kìa. Ông hai ông nhảy chỗ khác, tưởng là ông ấy ở đây cơ. À kìa kìa. Sao nó. Không ông ngắm. Kiếm ông ngắm á. Ông ngắm đây có. Nó ở trên đồi. Trên đồi hướng nở với kép. Nó có hai thằng ấy. Nó có một team. Một thằng bên phải. À đây rồi, ông ấy rồi. Hai cái rồi. Một thằng bên phải nó lấy súng rồi. Một thằng bên phải nó sang quả đồi bên kia rồi. Để ý nhá, nó tràn xuống nó mình phải thịt nó nhá. Nó kiểu gì nó chả ít đồ hơn mình. Nó rơi ngoài đồi mà. Ơ, còn sơi hết à. À, có 6x rồi. 6x là súng mới, ngon không? Đẹp. Đẹp BBU. Ừ. Hôm nay chả lẽ mình không bắn gì nữa rồi. Đã bảo là đồi hướng nào với kép thì. Đối với hướng mà mình vừa bay đến này. Hướng mình đến này, chúng nó bay không tới nên là chúng nó rơi ở trên đồi. Chúng nó đang rơi trên đồi ấy. Lúc nữa chúng nó qua. Mình trong bo mà, ngon phết. Em cứ nhìn về hướng cái thằng số 2 thì nó check sang phải tí. SKS này ai khai không? SKS UMP. Tí nữa anh kiếm QBU. Anh bắn M24 này. À được, M24 được. Để moa. Ngay khẩu M24 liền. Đâu? Vai shit, nên bắn không? Anh sang đây. Đâu M24 đâu? Chỗ nào? Đây. Để ý nhá, không nó tràn xuống nhá. Ngon. Hai khẩu M24 vãi xịt. Mình lấy thêm ít máu nữa.
Ôi, vừa được, vừa nói khỏi mồm xong. Nghèo mất rồi. Vậy, thính chảo đâu đấy? Nó thính chảo chỗ mình này. Vẫn đủ ấy. Có tiếng chân. Canh nhá. Chỗ em. Bót đấy. Không phải bót. Nó ở đâu đấy? Bên ngoài này, trong nhà. À đủ. Rõ ràng bắn nó rồi, trời ơi. Đâu, trên tầng à? Nó gần hết máu rồi. Trên tầng. Mặt dậy. Còn thằng nữa nhá. Ôi đi, còn mẹ nó vào bên cạnh. Khắm thế. Làm lại nào. Phí thế. Bắn A xe gắt lắm. Tí nữa. Mời thêm đồng đội nó bắn đi xin này. Ở đấy tiếp. Hello. Alo. Rồi. Hello. Nghe. Rồi. Yeah. Angola. Người Việt ở Angola. Ốc số 4 muốn nhảy đâu đây? Anh em nhảy cùng chỗ cho nó tình cảm. Follow tôi đây. Ok. Ok á. Ông ăn follow với tôi, follow không được chứ. Số 2 follow tôi rồi. Số 4 ông ăn follow đi. Ơ chết nhầm. Được rồi. Nhầm. Bay rồi à? Ở đâu đây? Ồ. Chết mẹ rồi. Bay đâu? Ơi. Cho xin đi ghim đi. Bay tới chỗ tôi nhá. Okay. Bay tới khu tôi ghim được. Bố cam à? Đấy, đánh dấu ngái rồi chứ. Đừng bố cam, thôi. Đến đây đi cũng được. Bố cam gì đó đúng không? Thế là được. Ừ. Ui giời. Nhiều tới à. Này. Thôi, nút dạo vậy. Bảo kê em một nút nha. Em có tí việc. Rúc vào trong nhà đi. Bên có 72 này. Của em ấy. Em bị ngáo, chắc máy em đang tải gì rồi. Thích
người thịt bót cái gì đấy. Bót nữa kìa. Gắt đấy. Xin nó đứng ở giữa tô hô này thì ai bảo kê được nó. Rút vào trong nhà chứ. Bảo kê, bảo kê. Đã được chưa? Bảo kê là còn kêu cái gì nữa. Ready and go. Bắt đầu. Bịt mẹ chuột, chuột, chuột nó. Toàn thanh niên chơi trên cả lớp à. Ui giời, kẻ như kiểu hả? Chị Hồng á? Chị Hồng bỏ cho anh đi, cho anh đi. Đang không có tay cầm nào. Chuột hết pin mình xoay chậm quá. Đây này, tay cầm cả đống nè. Thấy không? Có. Có cái gì quý giá cứ cầm đi. Còn pe. Cầm đi. Hai anh em ngồi ngồi chơi nhau rồi. Hai ông bà kia vợ chồng nói trên một mic mà, chả biết sao. Rồi. Mình còn chưa có ba lô đây. Mai nào mới giảm về nó chim. Chịu. Đâu rồi, em đâu rồi? Ông ơi, có cái ba lô nào không bán với. Ba lô 2 chú nhảy cho cái phúc này. Anh mới nhả ra cái ba lô 2 ở cái chỗ này nhỉ. Đây này, đây này. Chỗ này. Chỗ này có một cái ba lô 2 này. Ừ. Đó rồi, thế rồi. Là mình cứ phải vắt hết đồ đi mới có. Cứ đi nút thôi, nút quanh quanh đây đi. Anh giáp 1 đây, khác gì nhau. Giật thế nhỉ? 600, ping 600 cơ. Đứng khực lại luôn, ping anh vẫn 92 nhưng mà vẫn thấy giật. Đợt này server Asia thế méo nào, như kiểu nó bắt mình chơi bản tiếng Việt ấy. Bản của Vina Game ấy. Lâu, kinh như được. Thương mà. Anh thấy thì tưởng nó díu hình lại, không biết là có người như bình thường hay là do server nó lag. Đi là game hack như đúng rồi. Kiếm khẩu QBU mà khó nha, kiếm khẩu ngắm mà khó thế nhỉ. Ai à, sấy. Đi dần lại đây nhá, số 3 này. Xin này, chạy gần lại đây xin này. Đợi em tí. Ừ. Đi gần gần lại đây đi cho gần gũi đồng đội. À, kêu vác xe ông đi rồi. À, cửa có mở toang người ở đằng trước kìa. Có sát người đằng trước kìa. Sát người thì anh vừa bắn đấy. Chỗ này có ai vừa nút rồi sao ấy? Mở toang hết tô hô rồi. Chả nhặt được cái vẹo gì. Em đang cách 300m đấy em nhé. Đâu, cả đâu. Quay lại. Mới ăn một bắn du len anh. Anh
cũng đến. Đến lấy cả tay cầm linh tinh điên đấy kìa. Em quay lại ở đây đi. Đừng đi, đừng quay cả 6x. Trời này nó sương mù bắn cốc cũng khó. Đây em ơi. Khó bắn. Cái nhà này hả em? Còn đang bật. Nó mùa đang về. Đi ca. Có tay tay xích toy bảo em nhá. Ừ. Ông này chơi xích toy à? Không, tại bắn khẩu này nó phải cần xích toy. Như là mấy anh em chung một nhà chơi nhau à? bạn bè anh em quen. Này lấy 6x không? Thôi anh có rồi, anh có rồi. Ông số 4 có lấy 6x không kìa? Kia là... Không, bạn 4x. Thả ra game đi. Xin thả ra game đi. Xin đang đến cho ông số 4. 4x đây. Xem thính thả đâu nhỉ? Không. Tính thả hướng 330. Khá là gần. Chắc khoảng 500m. Đồ chưa được mấy. Đi xe đi bắn người đi. Đây. Đây thính hướng 330 ấy. Lên xe phi thính. Xin này, lên xe cuối. Ôi, đâu rồi, xe đâu. Đây. Rồi đi. Luôn luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu nhá. Trận sau mời tôi với nhá, bắn đủ tem, nếu okay, ai bắn. Ok. Ôi giời. Cần bút cam à? Okay. Đông rồi, bút cam đông rồi. Đi qua thôi. Giật. Chắc mày phải lớn tuổi lắm rồi đấy nhỉ. Chuẩn bị bắn nhau này. Cái kia mới có ba mấy. Dồi. Có địch nhá. Phóng qua đây đã. Hồng ơi, rụng răng bây giờ. Hồng rụng à? Chưa chứ. Vào bơm máu đi. Mẹ tí hẹo. À rồi. Nhìn thấy nó ở đâu chưa? Nó bắn xì lốp xe rồi. Mẹ nó chứ. Máu nước vào nào. Sau hòn đá bên trái thính á, xin này. Đúng rồi. Ơ, ở đâu nó bắn được anh này? Chạy hướng 195-200 nhá. Nó ở phía bên trái sau. Xi cẩn thận đấy. Bắn bừa. Bắn hay là hack đấy. Nấp hẳn vào đây rồi mà cứ bắn chiếu chiếu như đúng rồi. Em đây có ai cũng luôn nè. Âu. Xin nằm đấy nát cỏ đấy xin ơi, vào trong đi. Các anh tha cho em, các anh tha cho em. Em biết lỗi rồi. Đồng thế. Anh thật lòng. Hai thằng ở bờ sông rồi này. Hai thằng bờ sông. Thấy rồi, thấy rồi. Biết rồi, thấy rồi.
Trên đồ nhá, trên đồ một thằng nhá. Rồi, một thằng xong rồi. Ca thủ. Nó bắn thằng đéo nào ấy? Bên sông. Ờ. Bên kia sông. Bên kia sông, chỗ nó khu này này. Bên đồ thôi, một tem ấy. Nó chạy kìa. Hăng nhờ. Chạy. Đấy. Chạy. Tem Việt Nam. Ờ. Rồi, chết rồi. Ai à? Còn nữa. Hai thằng nữa ấy. Còn nó vẫn có con thằng sau cục đá này. VN ơi, xin ơi cẩn thận nhá, trên đồi kia nó đang ngắm xuống đấy, ca đấy. Nó bắn anh thụp với này. Cứ nấp đi. Xin cứ ham nút đồ vậy. Chạy đấy đấy. Thôi đừng núp nữa. Nằm đây này. Rồi biết rồi. Được. Đó, có một thằng nằm bốc khí mà. Một thằng ở trên đỉnh đấy nhá, đây này. Một thằng trên đỉnh này. Rồi. Hết đồ thằng này, có gờ nuôi ra ngon vậy. Nó còn chết không? Xin ơi, công lên bên đấy đi, xin ơi. Ok. Ca còn đấy. Chết mẹ rồi. Nấp đi ông ơi. Còn một thằng. Ôi thôi. Chết mẹ rồi. Ôi dưới mép đôi, nó xuống đôi rồi. Đấy đúng rồi, dưới. Kìa, nó kìa. Hai thằng ấy. Vỗ tay. À đù. Ủa. Nó ở góc cây bên kia cơ. Ủa số 1, số 2 đi chung ấy. Xong lên đi, nó ở góc cây bên kia. Bên kia là bên nào? Em cái thằng đồng đội của nó đang nằm nhá. Đây này, hướng nhanh đang bò tới này. Ờ ok. Thôi. Thằng bạn nó đang cứu này. Ở đây này. Nhảy lên. Rồi, sau cái hòn đá. Sau cái hòn đá. Đây. Ô. Ngáo thế nhỉ? Ông ơi, sao hòn đá kìa, cẩn thận. Như kiểu nó lát hay sao ấy đi. Vãi. Bắn kiểu đéo gì. Kiểu đéo gì. Chịu. Ảo. Thôi, thế được rồi. Được cộng điểm được rồi. Wow. Ảo vừa lừa. Nhanh bắt thôi. Anh Hùng. Mời lại ông vừa rồi đấy. Em chuẩn bị đi đón súng cái. Thế à? Tí nữa quay vào nhé. Ừ, súng về. Ờ, được rồi. Anh trai. Chuẩn bị tiền đồ đi. Đây, vào rồi mà. Xin đi luôn chưa hay là nào vắn nữa? Đi luôn. Thế thì đi ra đây tí về chơi tiếp nhá. Rồi, ok. Lại thiếu thành viên rồi. Để em mời ra. Rồi cứ mời đi. Đéo có thằng nào. Thì thưa mẹ hết rồi. Chạy nhá. Vào luôn. Bấm vặn vào luôn. Giật, khó bắn lắm. Mở cửa sổ. Cũng một ông Việt Nam ở đây. Mm-hmm.
Số 2 bay cùng chỗ đi, ở đúng rồi. Hy vọng là không có sương mù với mưa. Ghét. Tao bỏ đây. No. Hả? Follow, follow, follow. Follow rồi. Của lợn. Chưa, chưa. Bố cam cả, gắt đấy. Ờ, chưa follow tôi à? Follow rồi đấy. Follow số 4 à, số 4 rồi đấy. Ồ. Thôi được. Rồi, hãy nhảy. Ồ. Nhảy reset đi ông ơi. Ô, ông kia nhảy rồi. Nát, nát, nát. Chắc mình nát. Thì server ASEA giờ dở tệ. Map này nhiều người chơi. Ping đẹp nhưng mà nó giật lắm. Việt Nam chi. Nghi được xuống sau này, cẩn thận nhá. Anh em cẩn thận nhá. Ui mày chả thấy cái đồ bùi nát thế. Ui nát rồi. Tôi bỏ mà. Bỏ rồi chơi xe Super Asia rồi. Có súng thính rồi. Quan trọng là phải sống. Như kiểu không có team nào nhảy vào đây nữa. Nó chưa xuống. Bot. Từng người. Lại tiếng bot ngoài kia kìa. Quá xử ra thôi. Có súng thính này. Ngoài bom. Bắn đi, bắn đi. Ngoài bom, bắn nước xe đấy. Chạy chạy, chạy. Map này chạy vô. Chạy.
Chơi chơi quán đi tử. Ờ. Ổn. I got supplies. Tí có anh kiếm, anh nhặt biết nhặt được của anh thôi. Ca kìa. Cứ nhiều là 5 sheet nhỉ. Nhiều lắm. Cho khu này đầy ra. Bái cái hộp mặt không em ơi. I got supplies. Lại có tiếng bot rồi. Hai đứng ngay cạnh rồi, ra thịt nó đi. Yên tâm. Nó đầy ba lô. Đựng đạn nhiều quá. Cá ở đâu? Nó chỗ nào? Thôi anh bắn QBU map này khỏe là cao. Địch chưa? QBU khỏe. Được địch. Nà, khu này không quái. Cái nhà, khu nhà bên trái, chỗ ở đầu số 3 à, chỗ em ở đây, tầng 1 em ơi. Đây cái đuôi M4. Tầng 1. Khu nhà bên này cơ, hẳn em ở đây. Đuôi này. Mưa. Đâu ngoài chơi, ngoài đời thật chứ không phải là trong game. Nắng mà cái con. Nắng mà. Không có, anh đang thiếu đây. Để đâu ra chỗ. Và bò đây anh em ơi, bò đến đít rồi. Dính bò luôn đi. Đẩy bo số 2 di chuyển trước. Đứng ngay mép bo bắn luôn súng bắn thính à. Ừ. Súng thính à, lấy này bắn đi. Lại bo tiếp rồi. 300 đi ông ơi, bo này là chạy thêm 700 mét nữa rồi ông bắn. Này bo. Có ai thừa 4x không? Không có, đang phải xài 3x đây. Thôi 3x. Bỏ đây. Xin đi. Vừa cho 3x đây. 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 Lên đồ đi mè mè xong rồi. Ok. Lớp 3 này em ơi. Trong nhà này. Ai à? Ôi. Lắp thế. Ờ. Người đấy, người đấy. Ok ok, lên đây. Trong kho à? Trong ba cái kho à? À không phải. Ngoài đá, ngoài cục đá. Ờ.
cẩn thận, bơm máu đi ông ơi, bình tĩnh. Cứ bình tĩnh. Nó đóng ca kìa. Một viên yếu nè. Ngoài đá, em cứ nhìn ra cái viên đá cái bờ sông ấy, kiểu gì chẳng có. Nó chỉ ở cái mép sông lưu. Thôi. Đấy, ghim rồi đấy. Đó, đá đó. Còn bị ăn bó đấy chứ. Zone đấy. Đây còn nước thuốc này. Căng nước vào. Có ca trong tác này không ơi? Không bắn ca. Nổ ngay trên đầu. Lũ ghê quá. Cam nó cũng bị chạy bò mà. Ủa sao chỗ này có mù quá đấy các nha. Má cầm cái súng thính đéo biết khi chúng ta. Đéo biết khi nào mới được bắn. Chạy vào được bò cái thì lại bò tiếp. Giờ chắc được bán rồi đó. Vào trong bo nữa, 200 mét. Ông nào đang cầm á? 200 mét nữa nhá. 250 mét nữa. Lên đồi à? Lên đồi hay là xuống nhà đây? Nên đôi ấy. Cái gì đấy? Vào giữa bo luôn rồi. Ở đâu quá. Bắn chưa ông? Bắn đi. Đấy, súng ai? Không bắn ca phải có bắn. Súng thính ai? Ai cầm súng thính vậy? Bắn đi. Đây này. Đó. Ông số 3. À chết, ông số 4. Ông số 4 mới có súng. 2 giây rồi lại bo tiếp rồi. Có, đang chạy. Bắn đi, chưa vô mà nó chưa kích mà, bắn đi. Giờ bắn vẫn được mà. Bắn chưa? Dưới khu nhà nhá. Enemies ahead. Bắn luôn đi luôn à. Bắn đi, bắn đi. Trong nhà có người kìa. Thằng kia đang lên đúng không? Với ghim xong này. Thế à? Đấy, trong nhà đấy. Có thấy chưa? Ngoài đang bò, nó bị bắn gục rồi. Đang đau bụng rồi. Không, chúng thính bắn chưa? Ai cầm đi mẹ. Bắn nó. Bị lag bị mẹ. Trên đầu nhá, chúng thính trên đầu nhá. Ông cứ nút đi, mà tôi cay cho. Không nút rồi, cay luôn đi. Nó ở đâu đi? 272 về hướng. Đấy. Đây, sao nhà đó? Chỗ khu đấy đấy. Trong nhà. Trong nhà. Nó ăn ca, nó phải đứng nó bơm máu cho em.
Một thằng hàng sao? Mẹ sấy đâu đó. Ôi không che tôi. À cái cam trong nhà nhá. Địt mẹ bắn mũ. Alo. Thính kìa. Nút không? Nút bé. Đây giáp 3 mũ 3 đầy đủ rồi. Ba lô 3 đầy đủ rồi. Nút đây kìa. Anh Sầu chưa đâu. Nhà anh Sầu. Lớp đi bắn cho bọn nó sợ. Nó cho em bắn thằng hàng rào đây à. Thằng rào vẫn một thằng. Thính có gì không? Dạ, mai lên 20 giây nữa bo nhá. Nút nhanh còn lượn nào, tàu lượn nào. Alo, xin lỗi nha, mới bật tí chuyện. Ờ. Rồi, 5 249 sấy khỏe không? Khỏe chứ không? Khỏe hết. Đau bụng rồi nhá. Bo đi. Bo này một thằng đau bụng thôi chạy bo nhá, bỏ nhá. Khói ra kìa. Mày cứ cứu đi là mày ăn bo con chó. Đi bo này em ơi. Mình phải qua cầu ấy. Bọn nó đang ngoài bo mà, mình chạy trước chúng nó mà. Cam ngược lại làm sao nổi. Tôi gặp thằng khác thì sợ đi, tôi gặp bọn nó thì sợ bắt cóc. Chưa bắn M219 bao giờ, chả biết khỏe không? Khỏe chứ. Nói chung là sấy tầm gần thì là tốt. Sợ nó giật thôi. Sấy tầm gần thì sướng. Bắn xa thì phải dùng sniper. Sợ nó giật. Hay đi. Bắt cóc ngoài bo nè. Mình vào đây trong bo rồi mà. Nhảy qua đầu. Anh nhảy qua. Xe bên kia kìa. Xe ngay cạnh nhà ông số 4 luôn đấy. Cẩn thận. Hai thằng. Rồi. Lên. Cảm ơn. Tí nữa chứ. Không có khói nhỉ. Ở đâu ấy nhỉ? Ta lắm ạ. Ta lắm. Nó lại khói lên kìa. Lại khói lên, lại cứu. Đấy, hướng khói hướng gì? 330, 335 ấy. Đây bo rồi, phải bo rồi. Số 1 đây. Ok. Mười hai thằng nữa kìa. Ngoài đây hai thằng nè. Nó đang cứu mà. Ừ, nhưng mà ý là ngoài đây còn hai thằng. Là còn 10 thằng, 10 thằng với tem mình là 6 thằng. Sáu thằng. Hai thằng này là chết chắc rồi. Chưa.
này, chạy bo dốc này. Chết luôn này. Có tiếng giảm thanh hướng NVK mà nó ở đâu ấy nhỉ? Đây rồi, thấy rồi. Rồi xong con ông. Rồi, thằng bồ nó chết luôn. Nấp 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 vào đi em ơi. Tôi biết hiểu tại sao tôi ăn kill ta. Trong nhà hướng 260 này, chứ biết có người không nhỉ? Ông bắn gục nó 2 lần. Nào nó sẽ tính kill chưa ông? Vậy hả? Ờ, cứ bắn gục nó 2 lần. Hồng ơi nấp đi nhá, ở đấy lát cỏ đấy em ơi. À, tôi nhớ tôi có. Đấy, khu nhà em đang nhìn đấy, còn đâu nữa, mình ở trên đồi này. Bảo rồi, con thó ra đấy. Cái ngôi nhà, cái khu nhà đấy còn đâu nữa. Một nóc nè. Hai nóc nè. Kìa, có thằng đấy mà. Đấy. Còn 4 thằng nữa nhá. Đằng sau, đằng sau. Đằng sau hướng 150. Hòn đá ngay gần luôn. Chỗ em ấy Hồng ạ. Một tiếng này. 150 ngay cạnh em ấy. Chỗ này một thằng ai. Chỗ này một thằng. Anh bảo mà. Cứ ở im đi. Cứ ở im đi. Nó ở sau. Nó sau viên đá ngay cạnh em ấy. Rồi. Hay quá, còn hai thằng. Lại ăn bom mẹ. Cái kia nó thấy rồi. Một nóc này. Một yếu này. Bị chạy cầm ốp bắn luôn với chất chứ bắn tầm gần. Rồi đâu ơi. 150 không ơi. À. Nó đây này. Đấy. Đó quả. Cho like, cho like. Đấy, người ta gọi là không có tính đồng đội, cộng đồng. Người ta quen đấy mà. Mời ông Hưng, ông Hùng gì đấy chơi tiếp đi, bán hai phết. Thì anh xin rõ, anh xin vào rồi. Ừ. Rồi chưa? Cho gánh xe với coi. Đi thôi nhận. Nó vẫn chưa về, nó để đấy, đón nó còn lâu. Anh trai này, em sẵn sàng đi. Này. Ông nào bay đây. Để ông số 2 bay đi, ông số 4 có vẻ hơi lag. Cho cái này à. Đố nhau à. Ôi chết mẹ rồi. Sao ấy, lại quên đi à? Thank you.
Đông rồi, nhảy chỗ ấy đông. Thôi cứ để ông số 2 ông bay đâu ông bay. Nhảy núp núp dao được. Nhảy gì giọt. Một tem à? Không phải nhảy hay buồn cười nhỉ? Ô, nhảy. Thôi, lảng lảng, sang chỗ khác kiếm ăn. Nhanh không kịp, mẹ. Điệt, điệt, thắng rồi. Bên kia còn nhá. Hướng NE cũng có nhá, ông nhá, cẩn thận nhá. Trên nhà có luôn này, Hồng ơi. Quang Hải cứu anh phát Hồng ơi. Trên trên mái gói kìa, em nhìn chưa, ngay trên mái kìa, mái thò vứt cho anh xin một khẩu súng đi. Rồi ok, chưa thay đạn đi, đã là thò ra bắn có vẻ đi. Đổ con tó còn đấy nhá, cẩn thận nhá. Kill số 2 kìa. Đâu số 2 đâu rồi, ui nhờ. Ê, con mẹ. Đằng đằng sau, đằng sau, đằng sau. Đi mẹ. Ơ kìa. Đằng sau, sau rồi. Con bóp kéo đi. Ngồi xuống, ngồi xuống. Cứ 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 cứu đã. Bóp đấy chỉ kìa, éo sợ. Ơ đã, á đù. Đừng ngay ơi, đừng, 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 đừng. Chạy tản ra, không nó bắn phát đi cả đống á. Cứu ông kia đi. Con bot bò vào đây ông ơi. Đi mẹ bot. Ô ông mẹ lốc rồi. Đéo lại mẹ. Người bot đéo thì con này bắn gục hai thằng. Nó ra đấy cẩn thận. Gần anh rồi này. Nó ra này. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Hai thằng ra luôn. Ui hai thằng. Cứ ngồi đi. Nó ra rồi đấy. Nó ra tới nơi rồi kìa. Thôi sao. Dính đít máu khổ. Có nó coca này dùng tam ấy. Còn một thằng nữa bên phải không mày? Ngồi 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 thằng nữa bên phải. Ngồi đi ngồi đi ngồi. Kìa kìa, bên phải kìa. Đằng sau lêu, ấy. Lêu. Đấy. Nó móc cho nó móc cho nó. Trong móc nhà, rồi. Em quay đi tìm gì trong nhà ấy. Đấy, đứng im cái hướng đấy, quay nó nguyên cái hướng đấy. Đấy, hướng đấy, nó 160 kìa. Nó chết sang phải đấy. Đấy, đấy 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 đấy, nhìn thấy chưa? Thằng đấy hình như thằng bot. Thằng người cơ. Chưa. 140 rồi. Đấy đây bên trái em ơi. Kìa kìa kìa. Thôi sao. Thôi chó. Thôi sao. Đông quá, đông, đông quá. Quay xung quanh. Mình thì không có súng thôi. Xong này nó có súng thế này yếu hết máu rồi, mỗi ông dính tí máu rồi, bắn méo rồi. Điện qua cái này.
hỏi luôn. Vừa nãy là mình giật là anh mười mấy gì ông bảo cái gì cơ vừa nãy là mấy tem đông ghê. Tám thằng, hai con bot. Baby, hai thằng kia là, như hai thằng bánh kiều. Chẳng hình như là mỗi kiều. Bốn thằng kia, hai cái thằng cuối cùng cũng chẳng coi là nó có một đồng rồi, chắc chắn là nó còn đồng rồi. Hai anh chị năm nay bao nhiêu tuổi? Tớ năm nay ba chục. Còn cô này thì còn chị bé. Kia còn bé còn bé đôi bao chục. Nhiêu đôi chục ôi. em có mười mấy rồi à, em hai k hai xưng hô cho nế phép anh nhỉ. Không sao đâu mà vào game cứ ông tôi bay để gọi em. Tôi bắn mấy đêm bắn ngu và nó vẫn chửi. Kệ thôi, chơi game vui. Nãy gì sọt. Em bắn ngu gì. Em là bắn Juliet. Chả bắn cho này mày. Nó cũng như này nhưng mà đồ họa là nhìn là gì hơn. Nhìn phê. Adu. Bot tinh tướng à? Đâu rồi? Mà. Cầu quy view bắn mình. Đấy, lấy được người. Anh hình tôi. Sấy gắt thế. Có tiếng chân. Hình như nghe nhầm chân ông kia. Đấy, người nhá, cẩn thận nhá. Anh em cẩn trọng nhá. Ok. Mình cửa vế này thôi. Thế mà nó không chết, mẹ. Cái nhà hướng VK có người nhá. Tầng 1. Chỗ em đang đứng đúng không? Đấy, nó chạy trích trái, hai thằng sang trái kìa. Hai thằng nó chạy trích trái đấy, cẩn thận. Nó sang mấy khu mình vừa rơi ấy. Đấy, nó sang hết cái khu mình vừa rơi rồi. Không cẩn thận em ạ.
đừng nhảy, nhảy lên tí. Đúng quá. Trong nhà còn đấy. Đâu ấy, ở đâu đây? Trời như ở tối này. Để anh kêu đó, làm im đi, im đi. Kẹt. Đâu rồi? Hay lắm. Rồi, hay. Còn nhá, vẫn còn một thằng đấy. Chỗ này vẫn có 3 thằng. Ngon he. Chuột hết pin. Chứ chuột chậm quá. Bao lâu 3 này. Mùi máu đó. Còn một thằng vẹo nữa của nó ở đâu ấy nhỉ? Đấy, đặt thế. Nó sâu nhỉ? Màn hình tối nghe là nào tối nhỉ? Có M24 anh ơi. Thôi không bắn M24 đâu. Để ông số 1 ông bắn đấy. À để ông số gì? Số 4 nhé. Ừ. Số 2. Ừ số 2 nhỉ. Mẹ. Loạn hết cả lên. Đây vào đây. Mình chuột hết pin thật rồi. Ai? Đâu đây? Chỗ viên đá à? Ờ. Ôi giời ơi. Anh mày, anh em giữ làm anh nhìn sang chỗ em nó lại bắn anh. Nó bò cỏ không ơi. Đúng rồi đấy. nấp kín quá mà đồng đội mà không tìm ra. Chui vào bụi cây mà đồng đội chạy qua. Có nước non nước gì không? Đây nước. Đang bỏ vào chỗ. Anh nhận xác. Ờ. Đây, quay lại. À, được quả mũ ngon.
Rồi chuột ngon rồi. Chào giảm thanh sở lít. Ra tìm kiếm lớp khác. Vẫn nghe thôi. Đấy, đang chạy chạy bo đây. Vào đây kiếm cái giáp. Không có. Bo ngay đây mà. Có nha, chết rồi, chết rồi. Có xe nhá. À còn có ông kia. Kia đây tè tè, bấm gì à, tưởng là bên kia. Ôi chết mẹ. Mất nhiều máu quá. Có ai trên này mong chuyện không? Có gì cơ? Có ai biết trên này mong chuyện không? Ném bom chuyện. Ai chơi ném bom không? Có ai lấy cốp 6 không? À, chơi hả? Ông số 2 chơi hả? Chơi. Rồi. Thôi cho ông chơi. Ném. Ê, đéo được kêu. Ném vô cái chảo ấy, để tôi đập đi. Ông chạy chạy xa quá, đéo được. Màn hình tối quá. Mật độ sáng hết mức phần tối. À đâu sao? Có ai có nước không? Cho xin nước, nước khát nước quá. Có con. Xin nong nước nè, khát quá. Số mấy? Đây đây. Rồi, thank you. Rồi, rồi. Thank you. Xin nha. Xin nha. Thank you nha. Có người này. Đâu? Được. Việt Nam luôn nhá. Úi dồi. Dầu ba này. Dầu khủng khủng. Bao ba này. Úi dồi. Có ca này. 4x cũng có này. Bao nhiêu đồ? Anh em sâu xé nào. Lấy cái cầm tay. Đấy, anh vứt ra rồi. Đấy, phút 3 thôi. Đây này, ra đây đưa. Đây đây. Có 6 đây không? Số mấy đây? Đây không? Số 4 này. Số 4, dạo ông kia đá đá miền Nam cơ. Dạo ông số 2 đá đá miền Nam cơ. Ở Hà Nội. Mà em Hà Nội. Ờ. Gì đây? Gì đây? Bắn cái súng M24 này K98 bắn thật quen. Mic số 2 dè thế.
thi thoảng nó ù tí. Chào cả bóng khói nào cả. Bé Nguyên. Bo này khó chịu thế, cả dòng sông ở giữa. Chạy kiểu gì? Đi trên này Cam ơi. Nhảy ông này, ông bấm nhảy cho ông ấy xem. Tí nữa chờ bo đã, cứ bình tĩnh. Thính 280. Đi. Let's go. Cảm giác đây có người. Vào luôn trong bo. Có cái giáp 2 nào thì bỏ cái nhá. Giáp 2 mới nào bỏ cái nhá. Nằm ở đây ca mòn chạy vào bo. Tối qua đi báo sợ 2 năm vụ tai nạn chết người. Ghê quá. Thứ ba tuần sau này đá không? Malaysia. Alo. Myanmar. Malai. Malai. Để rồi anh được xin lỗi em, để anh đón em trong vòng tay. Tháng năm sau chỉ có em bên anh tròn. Nằm đây toát ra mồ hôi. Nóng thế. Ai thấy lạnh, có khi cảm lạnh. Mưa gió nay ra rừng nằm. Ô anh ơi. Số 4 vừa rít thuốc nào đấy à? Nóng còn sọt lên. À. Ồ, oh, bật quạt. Bỏ sao? Em chịu hút từng nào rồi gì đâu. Hút, ok. Nhập viện đây. Thấy lâu không sọc nên tưởng là rít thuốc nào. Ồ, oh, bật quạt. Nóng quá. Ngồi chơi nhiều. Nhìn theo hướng ông ấy bắn này. 150 mét. Bên đảo à? Bên đảo. À đâu, không phải. Có khi chúng nó ở hết bốt cam ở trong kho kia rồi. Đấy, ấy đấy. Tính chúng đâu? Đúng rồi. Trong kho hết rồi. Bọn nó hú thằng kia. Đấy. Đấy. Tiếng ca trong kho đấy. Ngoài đảo cũng có. Thằng gốc cây này. Đấy. Gốc cây này có thằng nhá.
Nó đang chạy. Đi rồi. Gục một. Cản giò luôn. Dùa. Chết bố. Chùa, bắn một quả súng này con lơ máy. Nhìn dọc cái bờ sông xem có thấy không. Ở 230. Bỏ về đây em ơi. Bỏ về đây em ơi. Bên đảo vẫn có tiếng súng kìa. Có một em bên đảo gắt nhỉ. Chết một thằng rồi, chết một thằng rồi. Vẫn còn nó bơi kìa, nó bơi kìa, nó bơi kìa. Nó bơi ra cái chỗ này này, viên đá này này. Có một thằng ấy. Ok kìa. Rồi. Rồi rồi. Quảng chó thằng ở đấy rồi. Còn chắc còn một thằng. Em nghĩ chắc còn một thằng. Ơ bên này. Đằng sau mình, đằng sau mình. Ê ê ê ê. Giờ đằng sau rồi. Trên trên cái mép đá, mép đá, mép đá. Viên đá trên này này. Ê ê ê ê ê. Mép đá này đây này. Hai thằng luôn này. Viên đá chỗ 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 mình như này. Hồng ơi, viên đá cho anh ấy. Đây này. À gục rồi, gục rồi, gục rồi. À ngon, cho xin quả khói cái. Chết rồi. Ông kia nằm kìa. Chết bố rồi. Đây 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 đây. Đây đây thôi 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 đừng. Sang bên đây cứu em. Vẫn cứu kịp đấy. Alo, có anh nghe em nói không? Có. Ô tên lag bố rồi, bé hiển thị xem được. Bỏ ra ngoài kia thì chúng nó cũng lẳng rồi. Gần xong cho hỏi em ra để em thoát ra, vào lại. Ok. Xem nốt đi. Ở đây. Nhìn anh sửa anh vàng này lúc lúc xác em. Nó nằm cỏ, gắt thật. Còn có thằng à, còn có thằng à. Còn một thằng nữa, phải cẩn thận. Bị lối rồi. Còn mấy thằng nữa trong cái bo này anh ơi. Còn một thằng nữa thôi. Còn một thằng thôi. Ok, em thoát dần nhá. Thôi. Bắn nốt tầm 1, thoát thì. Chờ em một tí nhá. À được. Rất phết. Lại tôm một chán ấy. Của em chưa thoát được kiểu gì. Chết mẹ nó đưa rồi. Chắc nghỉ ăn cơm tí đi. Tí nữa chơi tiếp. Xin ở à? Thế em cứ đứng trong phòng đi, tí mời lại anh. Đấy.
đường hai người để cứu. Tin nó bị khởi động lại. Cái ông Đạt ca ca kia đi à? Ai khởi động rồi? Xin. Khởi động lại á? Ừ. Này đang lại. Tiền đấy mà mua bao nhiêu vàng này 90 ngày 45.000 30 ngày 19.000 này. Xin nó vào cho em cứ lấy đi, em cứ xem cho xin nó vào cho thằng nó anh hấp này. Nga. Nga à? Đây, nhìn đứng mặt nó mà. Đó đúng không, Nga đấy. Ừ. Ngồi quán nét. Mà chú nó bảo quán nét mà. Thằng em anh chưa có quán nét, không biết đây là quán không rõ. Chắc mà hai quán ta đủ.
cho xin là mình rồi. Hello. 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 Tắt máy rồi. Cái đứa gái. Hai con giờ con trai. Ở giữa. Toàn xin. Chờ xin mãi. Nặng người chào ạ. Trở lại. Quá nhiều đi. Anh mà khởi động đâu thế, thay máy khác đi mẹ. Bác ơi quên, bác còn cúc. Mà chơi chơi bắn nữa đi. Cái bài chơi bạn này. Nó vào rồi. Một phút. Nó bảo ok, chỉ xong chơi nhé. Ngon lắm. Rau. Rau già quá mẹ. Nhiều chất xơ. Nhà mới tiếc nó giảm đó. Vứt vợ một vài lá ra ngoài. Cho đỡ già. Cả cái cây nó đều như thế. Không nghe cái rau này nó già vẫn già. Các đường kia thôi. Hai lần kia một. Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Xịt máu phết.
tiền trước còn bị tương lừa chứ. Cái tin thằng đéo nào bị tương lừa. Anh đã bảo rồi, tìm hiểu kỹ. Người. Ừ. Chắc là chưa mất tiền, anh đoán đấy. Chắc là tìm hiểu kỹ, thì chắc là để tí mà đi xem những cái gì nào. Nào cũng ok rồi. Giờ anh có đang có 270, em có cái nào mà có 9 mảnh, anh tặng cho 1 mảnh. 276 đồng thôi. Như mua được khẩu này 180 đồng mua nhé, 180 á. Ừ, còn nữa đi, mấy chục, 90, 85 đồng, 95 đồng. Anh có một cái vải vàng, anh quay đéo được. Mình hót vãi đai. Nó to xác rồi, mình hót. Này ngồi, quên cả mình xác xa bằng. Này. Nó lại còn tăng tỷ lệ quay được cái sao mà, đúng không? Cần cái này nữa mình. Preview. Còn lại anh nhờ. Mà hai bắn, bạc ré. Nào chết được mà cái đầu này. Mình mở vé vàng là nào, không được cái gì vàng, cái đồ gì tí đấy. À 120 là một lần quay này. Mình được 2 lần quay đấy. À hình như nó mở cái mặt mới. Em không quên không dùng. Đây cho luôn mặt mới ra mà. Đây. Cái xanh này. Tóc nữa. Đây. Sai. Đỉnh của đỉnh. Chất. Được. Yeah. Oh, hình như con trai đẹp hơn. Ấy. Lãng tử vẫn lều. Yeah! Yeah! Đổi nuôi sang nhân Việt Nam. Mình tây thế. Mình tóc mình bị lắm. Nghệ sĩ mà, bụi mà. Ôi ạ. Làm sao để khoe được cái tóc. Mà bộ này nếu khoe được tóc. Bộ này giống tóc bát thịt lợn. Bộ này đéo hợp. Ơ sao bộ này không mặc được này? Bộ này chắc là bắt buộc phải mặc lên đấy. Này không hợp lắm. Bộ này kia. Thì lại đội mẹ mấy cái tóc rồi. Đây, mặt trắng. Chất chơi. Mặt chơi, mặt quần áo thường bị nhược đéo gì. Đấy lọ vậy đã. Đây này. Đi chúc anh nhảy xuống anh quay nhé. Nhảy xuống anh nhé. Chúc chị nữa.